Hello, xin chào cả nhà đã trở lại Lực Tàng TV. Thì tiếp tục nói về câu chuyện của những người nổi tiếng đi cho mọi người. Chúng ta lại hôm nay sẽ đến với một cái đề tài nói về một người Mỹ da đen, cao to đen hôi, lắm lông nhiều râu, người Mỹ, không phải người Pakistan nha mọi người. Cứ nói đến cao to đen hôi lắm lông nhiều râu, chúng ta lại nhớ đến thằng em Tây Long với cụ bà 65 Đồng Nai, đúng không mọi người? Thôi cái câu chuyện của cụ bà 65 với lại thằng em Tây Long cao to đen hôi lắm lông nhiều râu có mùi thum thủm 24 tuổi Pakistan á, thì cũng đã lâu rồi, cũng đã im rồi, đã chìm rồi. Rồi lâu lâu cũng thấy trên cái câu chuyện tình yêu không biên giới á, cũng đăng 1-2 video ngắn quay lén từng em Tây Long mọi người. Nấu ăn rồi pha sữa uống, một ngày nó ăn đâu mấy ký thịt bò, uống mấy lít sữa nữa. Nên là cũng thấy y nổ rồi. Không biết được là chiếc này hoạt động phòng the là có liên tục hay không thì không biết, nhưng trước đó thì cứ ngày là 4 phát, tuần 28 phát, tháng 112 phát, thì Lực Tàng cũng đã cập nhật cho mọi người thời điểm đó rồi. Thì đến hiện tại bây giờ là cứ quay lén thôi, không dám quay thật. Nếu mà quay thật vả rơi đơn giả, cho nên là không dám quay. Muốn đăng lên lắm, muốn nổi tiếng lắm, nhưng mà không dám quay. Thì tất cả mọi người cũng mới biết rồi. Bà cụ số 5 là bà thích cái kiểu người nổi tiếng, thích khoe với bạn bè rằng là mình lấy được chồng Tây, lấy được chồng trẻ, cho nên rằng là bà muốn khoe trên mạng xã hội để cho người ta biết rằng là bà ngon hơn người ta, bà giỏi hơn người ta, bà đẹp hơn người ta. Nhưng mà nhìn mà nói răng toàn bộ đi đơn giả hết mọi người, đụng lóc nháo nó vả cho rơi đơn giả ra, chứ đâu phải đơn giả, đâu phải bình thường. Rồi thôi câu chuyện đó đến giờ thì cũng để im cho bà đi, bà không quay nữa, bà không nói nữa thì thôi để im để cho bà sống, đúng không mọi người? Còn bà mà một tội lộn xộn là Lực Tàng lại lên tiếp tục nói nha mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện cũng của một người cao to đen hôi lắm lông nhiều râu nữa. Đó, nhưng mà lại người Mỹ nha mọi người. Cái ông này á, là có một cái biệt danh Thánh Khóc Mướn mà Lực Tàng đã đặt cho những cái clip trước đó, khi trong cái sự việc của cố nghệ sĩ Chí Tài ấy, mọi người. Đó, là ông ta là đã nói về cái vấn đề của cố nghệ sĩ Chí Tài và đấu đá với lại bên Quốc Võ về cái vấn đề mà đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài về nhà, rồi cũng như là nơi nhà quàn, rồi sân bay đó mọi người, là xảy ra một câu chuyện rất là lộn xộn rồi, khán giả đã tẩy chay rồi. Mà đến hiện tại bây giờ là tất tần tật những cái câu chuyện gì nóng về xã hội, những cái câu chuyện liên quan đến cái chết của các nghệ sĩ, ca sĩ, và những cái câu chuyện nóng hổi của xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta là đều có dấu răng của ông này, đều có cái cặp môi thâm bự tổ trắng của ông này dính vào. Mà mỗi lần ông này dính vào á, là tan nhà nát cửa, mỗi lần ông này dính vào là không chuyện này cũng chuyện khác xảy ra mọi người ạ. Nói ông này là chúng ta trước đó thì cũng biết rồi, có ca sĩ, những người ca sĩ trước đó bị ra đi với mọi người, là ông này là cứ đến một nhà nào là vậy như là cái đám tang tan tành sát pháo ấy, không có cái gì mà yên ổn hết. Và từ cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Chí Tài khi lên mạng xã hội khóc bù lu bù loa, khóc tè le hột mèo đó mọi người, khóc không còn cái gì, nước mắt cá sấu, nước mắt giả tạo chảy nhé chảy nhé. Câu kéo cộng đồng mạng xã hội cũng chỉ nhằm một mục đích gọi như là câu view, câu like thôi, bút thêm bút trên đó mọi người. Mà Lực Tàng cũng đã nhìn thấy cái ông này là Lực Tàng không thấy ưa một tí nào. Nhưng mà thôi thì mỗi người có một cái kiểu cách làm khác nhau, nhưng mà đã biết mình sai rồi cứ cố tình đi theo cái ông này. Nói thật sự tất cả mọi người nhìn cái mặt không ai có thể ưa ông này, không nói về ông này thì không được. Thì vừa rồi đây lại xuất hiện trên mạng xã hội đấy, lại có một cái dấu răng của ông ấy trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Người ta đi theo cái xu hướng không đi theo, mà hiện tại bây giờ là ông lên ông không nói trọng tâm cái vấn đề gì hết. Ông với ông Tuấn Dũng Đen, người ta kêu Dũng Đen, ông với ông Tuấn đó là ngồi là nói bù lu bù la, nói la linh thinh, không thấy câu chuyện đâu một tiếng mấy đồng hồ. Coi ông nói về Nguyễn Phương Hằng như thế nào, coi ông Tuấn nói về Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì cuối cùng có một khúc khoảng 2 phút thôi mọi người, là nói về bà Nguyễn Phương Hằng, là chê cái nhan sắc của bà ấy, với lại chê cái tính cách của bà Nguyễn Phương Hằng này kia. Thì đúng thật sự bà với tất cả mọi người là cái ông này là không còn cái gì để nói nữa, không còn chuyện gì để nói nữa. Bắt đầu là dựa vào tiếng tăm của bà Nguyễn Phương Hằng lại bút trên bút thêm ghi cái tiêu đề rất sốc. Đấy, anh Tuấn nói gì về bà Nguyễn Phương Hằng vô có nghe nói gì đâu, vô chủ yếu là đi chửi bà thôi đó. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã biết bà Nguyễn Phương Hằng trong cái quá trình vừa rồi là bà rất là thẳng tính, chúng ta đã tiếp xúc và Lực Tàng cũng đã tiếp xúc trực tiếp với bà ấy. Bà ấy rất là hài hước, rất là vui đùa, bà ấy thẳng tính lắm, bà ấy có cái gì bà nói thẳng à. Nhưng mà không phải là bà giỡn mà giỡn sai đâu, bà nói là bà nói thẳng đến thật. Bà ghét là ghét cái đẹp, Tại vì cái đẹp đó là hơn bà, cho nên là bà ghét. Thì ai chả cũng vậy mọi người. Trong con người, một người phụ nữ thấy bà đẹp hơn thì mình phải hơi ganh tị một tí. Bà ta là ý của bà ta, bà nói như vậy. Và bà ta cũng, đó là chỉ là những cái câu chuyện bông đùa để cho cái câu chuyện trong cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng á, nó sôi nổi hơn một tí đó. Và tính cách của bà Nguyễn Phương Hằng thì khỏi chê mọi người, đối đãi với lại tất cả mọi người rằng là rất là hài hòa đó. Tiếp xúc với bà ấy chúng ta mới biết, không ai mà một người giàu có mà có thể là những cái hành động đối với tất cả chúng ta như vậy đâu. Đấy. Cho nên là cái ông Dũng đen này, cái ông Dũng môi thâm này, cái Dũng môi trề này, và cái ông Thánh khóc mướn này là ông ở bên Mỹ, ông không biết cái gì cả. Ông chỉ thấy như vậy là bắt đầu là ông nghĩ làm ngược trên về bằng Phương Hằng là chắc là nhiều view, bám vô cái để kiếm một tí đó. Thế là nói xấu về phụ nữ Việt Nam, nói xấu bà Hằng đó, rồi nói đủ thứ. Nói chung là nó có 2 phút thôi là mình chứa đựng rất là sâu xa. Và ông này là cái mồm thì bù lú bù loa, công nhận là trời sinh ra cho cái mồm ra trước cái sau. Và ông nói thì thôi rồi luôn mọi người, thâm nhò ghê gớm luôn á, nghe đến là sốc lắm. Thì cũng đã đến tai bà Nguyễn Phương Hằng rồi, và bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã phản thác lại bà này ngay lập tức. Ông này ngay lập tức không thể để cho ông này vậy như là lộng hành được, và ta chửi té tát, chửi thẳng vô mặt, chửi không còn cái gì nữa luôn. Nói mọi người, bà ta đăng dòng, bà Hằng đăng dòng tao tức lên mà đọc mình nghĩ đến đầu thấm đến đó. Không biết được là anh Dũng Taylor này có đọc được cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên hay không. Nhưng hiện tại bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng đã xóa rồi nha mọi người, không biết là như thế nào mà xóa rồi hay là bị quy tắc của Facebook không biết. Chửi như con vượn cái mà, chửi nó y chang, thằng y chang con vượn, nó sinh ra đẻ ra không biết được, đẻ ra một kiếp người mà nó nhìn xấu tệ, xấu hại, xấu giả, xấu man. Bà Nguyễn Phương Hằng nói vậy mọi người, chửi cái thằng môi anh môi trề này thôi rồi luôn đó. Mà Lực Tàng đọc đến đâu rồi, khán giả đọc đến đâu khán giả cũng ủng hộ vỗ tay. Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng nói quá đúng, có chính xác. Tại vì trong cái người hâm mộ của đất nước Việt Nam chúng ta, và cũng như ở bên nước ngoài, người ta nhìn vào hình ảnh của ông này là người ta đâu có ưa đâu mà. Chỗ nào có dấu răng mà mỗi lần đến dấu răng là nước mắt tuôn. Mà nước mắt mà đã tuôn rồi thì coi như là tan nhà nát cửa nhà người khác luôn. Không có một cái gì mà vậy như là nó ấy. Có nghệ sĩ Chí Tài ra đi là cái ông này là đã làm cho nhà có nghệ sĩ Chí Tài là chết dở sống dở vì dư luận. May làm sao mà đến cái vụ việc của ca sĩ Vân Quang Long á, chứ không có ca sĩ nghệ sĩ Chí Tài nha, còn lâu mới hết. Và trong chuyến này thì bà Hằng bà cũng đã hứa với ông anh Dũng môi trề này nè là bà không sợ đâu, mày đừng có đụng đến bà, thấy chưa? Giỏi thì cứ lên tiếng đi, này kia đi, bà chửi banh sát rồi vậy đó, coi làm gì được bà. Nó nói là không có ai dạy mày thì để tao dạy mày, sợ thật đó. Rồi còn nói rằng là viễn vông rằng là mai mốt tôi sẽ gặp được trực tiếp bà Nguyễn Phương Hằng. Bà nói là có lên trời không, lên trển đó, may rằng thì gặp được bà, dễ mà gặp được bà lắm đó. Anh làm như thế là mà mỗi lần tôi ngồi tôi nghe thấy nói tiếng Anh, nói kiểu học thức này kia, nói nghe trứng lỗ tai, sợ kinh khủng thật. Điển hình đó mọi người có thể thấy trong kênh không ấy, từ cái lúc mà làm có nghệ sĩ Chí Tài, lúc mà chưa ai biết đó, là 310.000 người đăng ký theo dõi á, subscribe kênh á, mà đến khi làm xong có nghệ sĩ Chí Tài cái còn có 293 người đăng ký, tụt mấy chục ngàn người. Mọi người thấy ghê không? Không biết là cái phi vụ của bà Nguyễn Phương Hằng này là có nói có 2 phút thôi mà không biết được là sẽ xuống người đăng ký bao nhiêu, thì chứng tỏ rằng cái ông này là cái ông bãi nào thấy ông, bãi nào có dấu răng ông lên ông cắn nhờ cắn nhét hết, nói không đúng cái gì hết, cho nên là người ta rất là ghét. Mọi người có thể là vào tìm lại cái mà bài viết của bà Hằng gửi tặng cho ông Dũng với lại anh Tuấn đó, là hai ông mà hai người đàn ông đó. Mà bà Hằng bà nói là tôi gom cả hai thằng tôi chửi cho bạch tan đó. Gom hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi gom 2 thằng một lúc để chửi. Mọi người ạ, chúng ta chửi chưa bằng bà Nguyễn Phương Hằng chửi. Bà Nguyễn Phương Hằng chửi thâm độc, chỉ viết chữ thôi, nhưng mà chửi gớm lắm. Chửi mà hai khi đọc thì chắc có khả năng lấy quần đội đầu của mọi người. Bà Hằng cũng có nhắc là tội của chị Thu Phương. Nói chung là làm vợ của một người đàn ông xấu xa, nham hiểm, đi suy nghĩ những cái vấn đề mà đi nói xấu phụ nữ như vậy đó, thì nhìn lại cái bản thân con người mình có giống con vượn hay không mà đi nói người khác. Tức là bà Hằng là ý bà đang khen cái nhan sắc của anh Dũng Tây Long đó mọi người, nên là bà mới nhấn mạnh vào cái vấn đề là giống như con vượn Và ta nhìn mỗi lần là ta ăn cơm không được nữa, nhìn đến là mắc ói mắc vẹ, không thể ăn cơm, không thể nuốt trôi được. Bà nói mà Tàng đọc đến đâu cảm thấy rất là sung sướng đó mọi người, cảm thấy sung sướng thật đó. Mà chưa bao giờ mà Tàng nghe một cái đoạn người ta chửi một người mà Tàng lại nghe cảm thấy sung sướng. Tại vì họ là một người ở bên nước ngoài, bên nước Mỹ, cuộc sống thì cũng biết được như thế nào, giàu có hơn ai, mà dám về quay về ngược về với bà Hằng là bu vô để gọi như là bám trên bút thêm. Đó là nói là tôi sẽ gặp được bà Hằng này khi làm như mình cao sang vòng trọng, mình nói tiếng Anh như gió, silo, hai thằng ngây ngồi trên mạng xã hội nói chuyện. Tôi tính thẳng với thật, tôi ghét ai là tôi nói thẳng, tôi không bao giờ tôi phải ngại ngùng như hết. Mọi người có thể nhìn vào cái đoạn clip đó, mọi người tua đi, không biết là nói cái gì mà đến mức độ đụng chạm đến bà Hằng mà bà điên tiếp đến mức độ như vậy. Đó, hiện tại bây giờ là hai ông này cứ đụng đến cái vụ gì ở Việt Nam là có người ghét, người ta ghét kinh, ghét khủng, ghét gây, ghét đắng luôn, chứ không phải là không. Tại vì cái nhận thức, cái học thức, cái cách nói chuyện sắc láo, hỗn hào, không đúng trọng tâm, và nói thì chỉ vậy như là hãm hại người khác, chứ đâu có được cái tốt đẹp gì đâu. Cho nên là bà Hằng bà đi tiếp lên bà chửi cho một lần này, không biết được là có nghe hay không. Mấy ngày nay cũng thấy im lặng rồi, clip lên cũng 6-7 ngày rồi, mọi người cũng được 70.000 lượt theo dõi, 70.000 lượt view. Không biết tại sao đâu, thấy im mồm mà không thấy nói nữa rồi. Chắc cũng phải ngán ngẩm thôi chứ. Lộn xộn giống như thế là bà 65 với kia chị Thu Phương, chị bả cho nên không còn cái không, môi lại sưng to lên, không còn chỗ để phát ngôn nữa, đúng không? Sợ vợ lắm, nhưng nó biết. Chị Thu Phương mà chị hét cho một cái chỉ có mà rút đầu vô hắn, đúng không mọi người? Bây giờ là hiện tại giờ công việc mà chị có ăn nội trợ, với đi ăn nội trợ nấu cơm chăm cho con, lâu lâu rảnh rỗi lên trên mạng xã hội để cho người ta chửi. Mỗi lần lên kênh YouTube là bị chửi, dislike nhiều hơn like, khán giả bình luận chửi thì xóa hết, để lại những bình luận khen. Tôi nói làm người sao nhục vậy, tuổi đời cũng lớn rồi, trước cũng là một bầu xô đó chứ đâu ít đâu mọi người, bầu xô đó. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ là bị xã hội người ta chỉ trích. Tôi nói 10 người khán giả ở bên nước Mỹ, người ta nhắn tin bình luận bên dưới, người ta chửi ông này không ra một cái gì hết, giả tạo, lấy nước mắt cá sấu lên nói bù lu bù loa lên, chủ yếu là bút phèm bút trình mà nói trật vấn đề. Đấy, ông này mà nói đúng là người ta rất là thích ông đó, tại vì ông nói rất là xui, nhưng mà cuối cùng là không biết là con người đã tạo ra tính cách rồi, nên là không thể nào chuyển đổi được. Cứ vậy là nói ngược hết, nói mà ai cũng phải chửi, nghe đấy là chướng đó. Nói như bà Hằng, nghe đấy là không thể nuốt được cơm, phải lên chửi ngược lại. Không. Thì hôm nay là Tàng cung cấp cho mọi người cái thông tin của Dũng Taylor lại xuất hiện trên mạng xã hội với một cái phi vụ nói về bà Nguyễn Phương Hằng, đụng đến đâu là tan nát đến đâu. Thì cung cấp cho mọi người để mọi người hiểu, và mọi người có thể bình luận ở bên dưới về những cái lời gọi như là khen cho anh Dũng Tà Lõn, anh Dũng Taylor, anh Dũng Tây Long, anh Thánh Khóc Mướn, cao to đen bôi lắm lông nhiều râu nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.